14 lời khuyên để các bạn trẻ thành công hơn bao giờ từ Donald Trump. 1. Tôi thích nghĩ lớn. Nếu đằng nào bạn cũng phải nghĩ, thì hãy nghĩ lớn. 2. Kinh nghiệm đã dạy cho tôi một số điều. Thứ nhất là lắng nghe linh cảm của bạn. Cho dù mọi thứ trên giấy tờ có tốt đến đâu đi chăng nữa. Thứ hai là bạn thường tốt hơn khi gắn với những điều mà bạn biết. Và thứ ba, đôi khi vụ đầu tư tốt nhất lại là những thứ mà bạn không làm. 3. Tôi luôn cố gắng học từ quá khứ, nhưng tôi lên kế hoạch cho tương lai bằng cách tập trung vào hiện tại. 4. Không có niềm đam mê, bạn sẽ không có năng lượng. Không có năng lượng, bạn sẽ chẳng có gì cả. 5. Tôi học được nhiều điều về kinh doanh trong suốt chặng đường vừa qua, đặc biệt là phương thức huy động các nguồn lực, vốn, cơ sở hạ tầng, các loại dịch vụ và đặc biệt là được hợp tác với những tài năng lớn. Bạn không thể làm việc gì một mình. 6. Hãy luôn học hỏi từ những sai lầm của người khác, chứ không phải của bạn. Chi phí bạn phải trả sẽ rẻ hơn. 7. Đối với tôi, mỗi vấn đề đều ẩn chứa một cơ hội tốt. Hãy đối diện với thực tế rằng, nếu không có những trở ngại này, thì tòa nhà này đã rơi vào tay người khác. Hãy nghĩ thế này, chính những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt làm cho các đối thủ của bạn không chú ý đến cơ hội này. 8. Kinh doanh là phải đối mặt với rủi ro và luôn luôn có những rủi ro. Tôi sẵn sàng đón nhận những rủi ro hợp lý, nhưng tôi sẽ không chơi trò may rủi. Tôi kiểm soát rủi ro để một thất bại nhỏ không loại tôi ra khỏi cuộc chơi vĩnh viễn. Rủi ro lớn nhất trong cuộc sống đó chính là không sẵn lòng đón nhận rủi ro. 9. Sử dụng kỹ năng và tài năng của mình, nhưng trên hết là sự ngoan cường, coi mình là người chiến thắng, có nghĩa là không bao giờ được bỏ cuộc. 10. Nếu bạn cố gắng để cân bằng giữa công việc và sự thoải mái, hãy dừng lại. Thay vào đó, hãy tìm cách để công việc của bạn thoải mái hơn. 11. Đừng quá lo lắng về những việc bạn không thể kiểm soát. 12. Mặt trời không chiếu sáng mãi mãi. 13. Điều tạo ra sự khác biệt giữa người thắng và kẻ thua là cách họ đối mặt với mỗi bước ngoặt mới của số phận. 14. Kinh doanh bắt đầu khi bạn có tầm nhìn. Thiếu tầm nhìn, bạn chẳng làm được gì cả. Hãy nhớ trở ngại là cánh cửa dẫn đến thành công, và đứng trước bất cứ khó khăn nào, xin đừng lùi bước.